dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, hôm nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thăm và chúc Tết Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên Ủy ban tiếp tục quán triệt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nặng nề của mình sau khi có nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Hiện nay, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những đảng viên chân chính đã từng cống hiến trí tuệ, xương máu cho đất nước qua hai cuộc kháng chiến, đang rất trông chờ vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết. Những người làm công tác kiểm tra không chỉ gương mẫu mà phải có dũng khí và lòng nhiệt tình cách mạng. Chủ tịch nước chúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, niềm mong mỏi của nhân dân. Tại Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ tổ chức phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu. Trên cơ sở thực tiễn, Ban Tổ chức cần tổng kết, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về phương hướng và phương pháp đổi mới công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, có những đề xuất đúng và trúng với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức. Nói chuyện với ban lãnh đạo và các cán bộ, công nhân, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch nước cho rằng tốc độ hội nhập toàn diện với thế giới diễn ra ngày một nhanh. Vì thế, những người làm công tác quản lý văn hóa phải đặc biệt quan tâm đến khái niệm tự hào dân tộc, định hình rõ ràng nền tảng tinh thần của xã hội. Chỉ có trên cơ sở đó, Việt Nam mới có thể chọn lọc và tiếp nhận những giá trị văn hóa bên ngoài. Văn hóa là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú. Do vậy, các cán bộ văn hóa phải có phương pháp làm việc hết sức tinh tế, nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương nỗ lực của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn trong năm vừa qua. Trong bối cảnh khó khăn, Tập đoàn Dầu khí là một trong những đơn vị hoàn thành và vượt xa nhiều chỉ tiêu đề ra, có đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô. Mặc dù khó khăn còn nhiều phía trước, nhưng chưa bao giờ Việt Nam có nhiều bạn bè đối tác như hiện nay. Chủ tịch nước chúc Tập đoàn Dầu khí sẽ trở thành một tập đoàn hàng đầu quốc gia, ngang bằng với khu vực và vươn ra thế giới.